Kỳ Lân ngốc nghếch bị ói, chỉ vì nó đã nghe thấy tiếng hát khó chịu nhất trên thế gian. Không tin thì tự mình nghe thử đi. Đúng là có người dám hát thì cũng có người dám nghe. Kỳ Lân này là con vật mập ú nhất trong rừng. Ngày hôm đó nó đang phơi nắng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khanh khách. Đi qua xem thử thì phát hiện là một nàng công chúa xinh đẹp. Ngay lập tức một người một vật bốn mắt nhìn nhau. Một người đặc biệt thích Kỳ Lân, một con vật vô cùng thích công chúa. Khung cảnh lãng mạn như vậy đương nhiên phải hát một bài. Khi Kỳ Lân cất giọng, các loài động vật khác trong rừng lần lượt xuất hiện. Lúc này công chúa nhỏ đã bị bầu không khí lây nhiễm nên cũng muốn góp vui. Khi vừa cất giọng, những động vật xung quanh đều hôn mê bất tỉnh. Kỳ Lân không thể tin được sao lại có người hát khó nghe đến vậy. Nói chính xác không phải là khó nghe, mà là khó nghe muốn chết buồn ói tại chỗ. Sau đó nó cắm đầu bỏ chạy không quay mặt nhìn lại. Tuy nhiên công chúa nhỏ lại chặn đường Kỳ Lân lại, chuẩn bị tặng cho nó một buổi biểu diễn piano. Kỳ Lân lúc này phiền muốn chết, bởi vì công chúa lúc nào cũng bám lấy nó. Thực sự không có cách nào khác, Kỳ Lân chỉ có thể đuổi công chúa nhỏ đi. Vốn tưởng vì vậy mà công chúa sẽ từ bỏ, nhưng sự thật chứng minh nó suy nghĩ nhiều rồi. Công chúa thậm chí còn lấy ra thiết bị kỹ thuật số hiện đại. Ready. Tuyệt phẩm, nhạc điện tử này cộng với giọng hát chết người. Con Kỳ Lân hoàn toàn bất ổn, vì để giữ cái mạng cùi, Kỳ Lân đã tung ra tuyệt chiêu của mình, đem tất cả đồ công nghệ của công chúa biến thành một đống rác. Nhưng nhìn công chúa nhỏ nằm dưới đất, Kỳ Lân chợt cảm thấy mình có lỗi. Nó đi đến đỡ công chúa dậy, mình chỉ muốn hát một bài tặng cho cậu nghe thôi. Mặc dù đã thành công thoát khỏi công chúa, nhưng Kỳ Lân lại không hề vui vẻ giống như mình tưởng tượng. Nhìn thấy hai chú chim nhỏ vẫn còn hôn mê trên mặt đất, Kỳ Lân đang chìm đắm trong suy nghĩ, rồi Kỳ Lân đội vương miện lên đầu cho công chúa nhỏ. Sau đó đích thân cõng công chúa lên trên lưng, bởi vì nó đã đeo nút tai, cứ như vậy tiếng hát của công chúa không còn ảnh hưởng đến nó nữa. Bất luận là tình bạn hay tình yêu, ban đầu cả hai đều bị đối phương thu hút, nhưng khi đã yêu nhau thì khó tránh khỏi những khuyết điểm của nhau. Nhưng người thực sự có thể đi cùng bạn đến cuối cùng, sẽ sẵn sàng bao dung cho tất cả những khuyết điểm của bạn. Đừng nhìn những củ cải nhỏ bé này, chúng vô cùng có lợi hại. Những chiếc lá trên đầu không chỉ có thể dùng để thăm dò đường đi, còn có thể dùng để vặn ốc vít. Cơ thể có tính đàn hồi cao, củ cải có trách nhiệm thu gom phế liệu kim loại, chỉ huy pích chịu trách nhiệm duy trì trật tự, hướng dẫn củ cải nhỏ duy trì trật tự khi nhặt sắt vụn. Nơi đây có đĩa bay chuyên dùng để thu gom tái chế. Sau khi đãi bay đầy nó sẽ trả lại tiền cho chúng. Nhưng chúng không thu gom toàn bộ sắt vụn. Ví dụ như loại đinh sắt uốn cong này không đạt tiêu chuẩn, vậy thì coi như không hề nhìn thấy. Ở đây có rất nhiều củ cải ngớ ngẩn, làm việc nhiều cũng cảm thấy chán, cho nên một số đứa muốn tìm cách để cuộc sống thêm vui. Có vẻ như không phải củ cải nào cũng có thể cách điện, và những củ cải khác cũng bắt đầu giải trí tự do. Nhưng vào lúc này, một số củ cải đã phát hiện ra một sinh vật chưa biết tên. Vậy mà có thể thở ra lừa, hai đứa củ cải thậm chí còn coi như ngựa mà cưỡi. Đang chạy thì không may vấp trúng một hòn đá, rồi mấy đứa cắm mặt vào đống bùn. Giây tiếp theo sinh vật lạ như cái máy phun ra bùn, khiến củ cải lấm lem, quá tàn nhẫn. Còn mấy đứa củ cải ở bên này, vẫn đang mải mê làm trò con bò. Không ngờ cái đứa màu trắng này còn có thể làm tan chảy cả thép. Uy lực thật không thể xem nhẹ, hơn nữa rõ ràng chúng còn không sử dụng quen kỹ năng này. Điều thú vị nhất vẫn chưa đến, con màu trắng này là ông hoàng phá hoại. Ăn no rồi lại đi gây rắc rối, những đồng đội muốn giữ cũng không thể giữ nổi, cuối cùng chỉ có thể thả nó thích làm gì thì làm. Mà lúc này đang chơi đùa với quái vật bùn, một củ cải vàng tình cờ phát hiện ở ống nước phía xa có cái gì đó lấp lánh, không ngờ bản thân vậy mà tìm được một cái ốc bằng vàng. Điều làm nó phấn khích hơn nữa là bên trong vậy mà có thêm một cái nữa. Mà lúc này củ cải vàng mới phát hiện ra, bên trong vậy mà có một cây nấm còn to hơn cả cái mặt của nó. Nó dùng sức đá một cái, cây nấm còn có thể di chuyển. Cái quái gì đây? Đáng sợ quá, chạy nhanh lên. Không ngờ con quái vật này vậy mà ăn cả củ cải. Muốn coi củ cải là đồ ăn, mà không xem lại xem bản thân có nuốt nổi hay không. Nhưng lòng bàn tay khổng lồ này là gì? Con quái vật nấm không hề có chút phòng bị nào cả, cứ như vậy bị bàn tay khổng lồ thôi miên. Cho đến khi quái vật nấm ngã xuống, lúc này nó mới chú ý đến hai củ cải ở bên dưới găng tay. Nó vô cùng tức giận trực tiếp hất văng chiếc găng tay. Nhưng củ cải cũng nhân cơ hội này trốn dưới nắp cống. Sau đó chúng bắt đầu chơi trò đập chuột cùng với quái vật nấm, khiến con quái vật hoa mắt chóng mặt đau đầu. Nó chỉ có cách thò đầu vào nhòm,
nhưng suýt chút nữa đã bị củ cải chọc mù mắt. Đúng là càng nghĩ càng tức. Củ cải chớp lấy cơ hội chạy nhanh về phía trước, đang đi tìm chỗ trốn thì lại bị quái vật bùn bắt nạt trước đó chặn đường. Chúng không còn cách nào đành phải chạy theo hướng khác, nhưng quái vật nấm vẫn cứ đuổi theo, cũng đánh thức hệ thống tiêu hóa để nghiền nát củ cải. Hầu hết củ cải đã trốn ở nơi cao, chỉ còn lại mấy đứa bắt nạt quái vật bùn ở phía dưới. Chạy một hồi cuối cùng chạy vào ngõ cụt, xem ra củ cải hết đường chạy rồi. Không ngờ máy xúc bỗng nhiên hoạt động, khiến chỉ huy Pích rơi xuống, vô tình ngã vào cần gạt, khiến gầu máy xúc mở ra, cả củ cải và quái vật nấm đều rơi xuống. May mắn là củ cải đã trang bị sẵn dù cho mình. Chẳng lẽ quái vật nấm cũng có dù sao? Kết quả tất nhiên là nó nghĩ nhiều rồi. Quái vật nấm cứ như vậy xuống đất làm bạn với Jun. Nhìn thấy đồng đội bắt nạt thi thể quái vật nấm, cả đàn củ cải rủ nhau ra bao vây. Không ngờ cái đám này lại chơi trò tập thể dã man như vậy. Đúng lúc này, chiếc gầu khổng lồ của máy xúc bất ngờ chuyển động. Giây tiếp theo cứ thế rơi xuống, củ cải vội vàng chạy trốn. Đến khi quay mặt nhìn lại, đĩa bay đã lao tới. Sau khi quét trên diện rộng, 100 triệu đồng vàng đã được trao. Phần đời còn lại của củ cải sống không cần phải lo nghĩ gì nữa. Dê nhỏ bỗng dưng nổi hứng đùa cợt, nhảy thẳng lên đầu dê mẹ. Dê mẹ cũng không chiều tính xấu này của nó, trực tiếp quăng nó xuống đất. Dê con lại cảm thấy rất tủi thân, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất la lối khóc lóc. Dê mẹ rất bất lực, đành phải cưỡng chế kéo nó đi. Dê con bướng bỉnh lại vòng ra phía sau tảng đá, dùng chân chống vào tảng đá. Trong lúc giằng co, dây thừng đã bị đứt, dê con không may lăn xuống vách đá. May là phúc lớn mạng lớn, rơi xuống một tảng đá lớn. Dê mẹ ra hiệu cho dê con không được di chuyển lung tung, nhưng dê con không thèm nghe lời, cậu còn kiêu ngạo dậm chân một phát. Lần này thì gặp rắc rối lớn rồi, tảng đá vỡ cùng với dê con trượt xuống phía dưới. Dê con cứ như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lao nhanh về phía chân núi. Có người khổng lồ sống bên trong căn nhà đó, sở thích lớn nhất của anh ta chính là uống trà. Ngay lúc này, dê con phá cửa sổ bay vào, làm vỡ bộ ấm trà mà người khổng lồ yêu thích nhất. Người khổng lồ đột nhiên nổi giận đùng đùng, gầm thét với dê con. Em mờ thanh truyền đến tai dê mẹ, bà nhận ra được dê con đang gặp nguy hiểm, vội vã tìm đường đi xuống núi, nhưng đường nào cũng bị đứt đoạn. Để cứu dê con, bà ra sức nhảy sang bên phía đối diện. Kết quả không may ngã xuống vách núi, rơi trên một tảng đá rồi ngất đi, mà dê con lúc này bị người khổng lồ xách lên, anh ta dường như đã ngửi thấy mùi vị canh thịt dê. Sau đó, anh ta đặt dê con lên bàn rồi đậy lại. Còn mình thì đi chuẩn bị đồ ăn kèm, dê con nhân cơ hội này cứ đội nắp nồi trên đầu mà chạy. Kết quả không cẩn thận mà ngã xuống dưới đất, xem ra là dê con này không thể khiến người ta bớt lo được. Người khổng lồ không nỡ, đành phải chọn một cái đĩa khác, sau đó lại lấy ra bộ ấm trà mạ vàng cất giấu đã lâu. Nhưng anh ta vẫn không biết là, dê con bên trong lò nướng đã đẩy và mở nắp nồi ra. Lúc vô tình đã phát hiện được đường ống nhà khói, dê con vốn muốn trốn thoát khỏi nhà người khổng lồ qua đường ống khói. Nhưng vì quá mập nên đã bị kẹt trong đường ống nhỏ hẹp nhanh chóng bị dê con làm rơi ra. Nó đập thẳng vào xà nhà, dê con cũng bị rơi xuống sàn nhà, lăn đến chân của người khổng lồ. Lần này thật sự đã chọc giận người khổng lồ, anh ta giơ con dao phay lên muốn làm thịt dê con. Ngay lúc này, xà nhà phía sau bị gãy, những mảnh gỗ rơi xuống, bộ ấm trà mà mình thích suýt nữa gặp tai họa, người khổng lồ vội vã bước đến ôm bộ ấm trà đi, rồi đặt chúng vào trong tủ gỗ bên cạnh. Dê con lanh lợi hình như đã phát hiện ra điểm yếu của người khổng lồ. Xem ra những đồ sứ trong căn phòng này đều là bảo bối của anh ta. Dê con bỗng dưng có ý tưởng táo bạo, chỉ thấy cậu nhảy lên bàn, bắt đầu đập vỡ đống đồ sứ của người khổng lồ. Người khổng lồ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhấc cái thang ở bên cạnh lên, thề nhất định phải tận tay bắt lấy dê con. Dê con bị dồn vào góc tường, không có lối thoát. Lần này xem ngươi có thể chạy đi đâu. Lúc người khổng lồ đưa tay ra để bắt dê con lại nghĩ ra được cách khác, trực tiếp dùng vai người khổng lồ để làm bàn đạp, nhảy lên cây xà nhà. Sau đó nó nhanh chóng chạy đến bên thùng gỗ ở phía đối diện, dừng sức cắn đứt sợi dây thừng giữ mấy thùng gỗ. Những thùng gỗ chứa đầy rượu rơi xuống đất dồn dập, cứ thế đập được cái hố lớn trên sàn nhà. Sau đó dê con lại nhảy lên cái tủ gỗ nơi đặt bộ ấm trà. Từng bước thử thách giới hạn của người khổng lồ, đó chính là bộ ấm trà mà mình thích nhất. Người khổng lồ bị dọa đến mức quỳ xuống cầu xin dê con giơ cao ném khẽ. Nhưng khi dê con nhảy lên, tủ gỗ vẫn cứ rơi thẳng xuống dòng sông chảy xiết, cơ thể của người khổng lồ cứ như kiệt sức, tê liệt ngồi trên sàn nhà. Mà phía bên kia, dê mẹ vừa tỉnh lại sau khi nghe thấy động tĩnh, lập tức lao thẳng xuống vách núi mà không màng đến an toàn của bản thân. Thấy người khổng lồ đau khổ như vậy, dê con cũng cảm thấy tội lỗi sâu sắc, quanh quẩn bên người khổng lồ rất lâu, cứ như đang an ủi anh ta đừng có buồn nữa. Mà người khổng lồ lúc này chỉ muốn yên tĩnh, hoàn toàn mất đi ý chí chỉnh đốn dê con. Vì để bù đắp lỗi lầm của mình, dê con nghĩ ra một cách, chỉ thấy nó nhảy qua nhảy lại quanh nhà, không biết đang chơi đùa cái gì. Không bao lâu, nó thực sự đẩy đến bộ ấm trà. Xem ra nó muốn dùng cách này để được nhận sự tha thứ từ người khổng lồ. Phải nói là nó rất biết cách thuận theo sở thích, phiền muộn trong lòng người khổng lồ cũng tiêu tan thành mây khói. Anh ta thân thiện đưa tay với dê con dọc theo cánh tay mà bò lên vai của anh ta. Một người một dê đã hòa giải, còn cùng nhau thẩm trà, bỗng dưng dê mẹ phá cửa xông vào. Khung cảnh hài hòa trước mắt thực sự khiến cho dê mẹ kinh hoàng. Dê con hưng phấn chạy vào vòng tay của dê mẹ, nhưng mà điều này cũng đồng nghĩa với việc người khổng lồ lại lần nữa lâm vào cảnh cô đơn.
Ngay lúc người khổng lồ buồn bã, dê con ở ngoài cửa ngỏ lời mời anh cùng đi một chuyến. Người khổng lồ vui như đứa trẻ, anh ôm lấy dê con rồi đặt nó lên vai. Ngay lúc anh quay người, toàn bộ ngôi nhà đổ sụp, thật là nguy hiểm, nếu chậm thêm chút nữa thì e rằng người khổng lồ đã nằm trong đống đổ nát. Không ngờ hành động vô ý của dê con đã cứu được người khổng lồ một mạng. Đúng là trong cái rủi có cái may, mặc dù anh đã đánh mất bộ ấm trà mà mình yêu thích, nhưng lại có được tình bạn quý giá hơn. Tâm hồn cô đơn cuối cùng cũng được chữa lành. Cuối cùng anh cùng với dê con bắt đầu cuộc hành trình mới. Hải báo thích làm gì khi buồn chán nhỉ? Hải báo nhỏ thông minh dùng nước mũi của mình làm thành những cột băng nhỏ, dành cả buổi sáng, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ làm một vòng tròn. Sau đó nhân lúc cậu không chú ý đẩy ngã một cột băng. Cột băng cứ như theo nhịp điệu lần lượt ngã xuống. Hải báo nhỏ vỗ bụng thích thú. So với niềm vui của hải báo xám lại thích phơi nắng hơn. Chỉ là cái lưỡi cứ không an phận, chim biển vừa bay đến càng nhìn càng khó chịu, cứ cảm giác như cậu ta đang khiêu khích mình, vì thế liền bắt đầu tấn công hải báo xám. Nhưng hải báo xám đang nhắm mắt, cậu dự đoán được ý định của chim biển, dù cho chim biển có mổ kiểu gì, cũng không thể mổ được cái lưỡi linh hoạt của cậu. Chim biển cũng không hề dễ chọc, chim giả vờ quay đầu đi, sau đó nhân lúc không phòng bị thì tập kích bất ngờ. Cuối cùng vẫn không mổ được, chim biển tức không chịu được, chim dùng toàn bộ kỹ xảo dùng sức mổ cậu. Bỗng dưng phát hiện hải báo xám mở to mắt, chim biển lúc này mới biết mình bị trêu đùa, chim thấy xấu hổ liền rời khỏi đây. Hải báo xám tự hào vỗ bụng, sau đó lại chơi đùa với lưỡi của mình, không ngờ chim biển lại tung chiêu cuối cùng. Lúc này xem cậu như nào, vẫn là hải báo nâu hiểu chuyện, vì để không làm phiền người khác, cậu luôn đi một mình bất chấp tiết lớn. Đến khi tìm được vị trí phù hợp, sau khi xác nhận môi trường xung quanh đã an toàn, cậu mới bắt đầu buông thả bản thân. Nhìn màn khói dày cuồn cuộn, có thể hiểu tại sao nó lại chạy xa trăm mét. Điều xấu hổ nhất là cậu đang ở hướng đầu gió, nhà ông Lý bên cạnh đều bị tiêu diệt. Sáng sớm ngày hôm sau, hải báo xám lại bắt đầu ghẹo bạn. Hải báo vàng bị đánh thức liền giao lưu ánh mắt một hồi với cậu. Hải báo xám rất biết điều mà dừng lại, nhưng mà chưa quá 5 giây, cậu lại bắt đầu lè lưỡi không ngừng. Hải báo vàng bực rồi, cảnh cáo cậu đừng làm ồn nữa. Hải báo xám sợ bị uýnh, lập tức ngoan ngoãn quay lưng đi. Khi hải báo vàng muốn ngủ lại một giấc ngon lành, sau lưng lại truyền đến âm thanh quen thuộc. Hải báo vàng thật sự không chịu nổi nữa, tức giận lao qua. Hải báo xám lại bắt đầu giả ngây giả ngốc, nhưng rõ ràng chiêu này không có tác dụng. Lúc này lỗ tai cũng được yên tĩnh rồi, hải báo vàng cuối cùng cũng ngủ yên giấc. Nhưng đang ngủ thì tiếng lè lưỡi cứ vang vọng bên tai. Hải báo vàng càng nghĩ càng thấy không đúng, ngồi dậy đẩy lớp tuyết trên mặt băng ra. Quả nhiên là thằng khùng hải báo xám, tiếng lè lưỡi đầy ma tính cứ tiếp diễn, thế là đã đồng hóa được hải báo vàng. Hải báo vàng cũng vô thức lè lưỡi theo. Cứ như vậy, hải báo vàng như thể mở ra cách cửa đến thế giới mới, đắm chìm trong niềm vui của việc lè lưỡi không thể thoát ra. Thích quấy rầy giấc ngủ của người khác còn có con hải báo đốm này. Mỗi lần đến đêm khuya, nó không nhịn được mà hát một bài, ngày nào cũng hú như thế ai mà chịu cho nổi. Hải báo đốm đành phải đổi qua nơi khác, bất kể nó đi đến đâu, nó vẫn không từ bỏ giấc mơ âm nhạc của mình. Có lẽ đến cả ông trời cũng thấy nó hát dở, một tia sét đánh thẳng xuống. Hải báo đốm càng thất bại càng dũng cảm, không bao giờ bỏ cuộc. Đêm nay, nó vẫn cất tiếng hát vang như mọi khi, những người bạn cũng như mọi khi dùng viên băng hỏi thăm. Trong lúc nó buồn vì bạn nó không biết thưởng thức, thì có tiếng vọng lại cách đó không xa. Hải báo đốm thật không thể tin được, nhìn xung quanh, hóa ra là con hải báo đen thích hát. Người xưa có câu tìm bạn thì dễ tri kỷ thì khó. Cả hai dùng giọng hát tuyệt vời của mình để truyền tải vui sướng trong lòng, như thể mọi rắc rối trên thế giới không liên quan gì đến bọn chúng.